Shop bán vàng tự động bán vàng 24h.com an toàn uy tín chất lượng bán vàng 7 server hỗ trợ cả thẻ 10k và 20k nạp tự động hoàn toàn 30 giây một thẻ 30 giây một thẻ và giao dịch ngay lập tức ngay lập tức giao dịch ngay lập tức hỗ trợ ở bên góc phải màn hình của chúng ta xin cảm ơn xin chào mọi người, chào mọi người quay trở lại channel của mình, là quay trở lại rồi đây Vâng, cái đợt trước thì gọi là cái chi chi mà nó đen rồi mình đéo thể hiểu được luôn Là cái đợt trước là mà gọi là mình chả ở trong nhóm cái nhóm của anh em mình á Thì nói chung là mình chát là, ở à, ri này, là mình chả là thằng lá dé mà win server á Mình tăng cái gắng hủy diệt thì giá 2 tỷ vàng và Việt Nam nói là làm Và cái kết rồi anh em biết sao đó là nó đắng nó đắng hẳn cái bài hẳn cái bài mình nói này lên trên cái group coi thứ bảy và bao nhiêu anh em bao nhiêu anh em nhìn thấy rồi bây giờ là nó win con mè nó luôn thì mình chả biết làm sao nữa đành phải mua găng hủy diệt cho nó thôi đấy nói chung là cái sự đời mà nó trái ngang làm anh em ạ đôi khi mà mình đéo muốn nhưng mà nó vần phải gọi là mình nói chơi chơi thôi mình nói chơi chơi thôi mà cái kết bù lại là phải mất hai tỷ vàng đấy rồi bây giờ thì mình sẽ quyết định là sẽ mua găng hủy diệt là hai tỷ vàng băng vàng của mình lời nói chẳng mất tiền mua lừa lời mà nói chó vừa long nhau và cái kết là mình lờ nói rồi Mà Việt Nam nói là làm lại like, nhấn mạnh thêm nữa Thì bây giờ là mình bắt buộc thôi anh em ơi Mình bắt buộc phải gọi là Phải uh, múa 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 gắn hủy diệt cho nó thôi Vâng thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chuyển vàng qua Này giờ thì mình chuyển được 1 tỷ năm rồi Mình uh, chuyển thêm 5 năm triệu nữa Là đủ vàng để uh, Múa cái uh, gắng hủy diệt cho nó nhá Đấy đủ rồi Không biết ngắn được cái chi chí nữa Vâng thì bây giờ mình sẽ xén nốt 5 triệu thôi 2 tỷ vang thành công ta ra câu chuyện này đi bây giờ mình sẽ tiến hành đó là cầm mặt lá dè lên và tiến hành mũ găng hủy diệt băng vang, vang của mình vâng Hello xin chào mọi người thì uh, mình là youtuber Ngọc Rồng online hi vọng mọi người ủng hộ và nhớ like và ấn uh, comment ủng hộ cho mình nhá Vâng thì uh, bây giờ mình sẽ tiến hành cái mua găng hủy diệt gọi là má lỡ nói rồi nó cay thật ý, mà không hiểu sao số nó hên nhá mọi người mình vừa mới nói xong cái ngày hôm nay ngày hôm sau nó Win uh, vó lai siêu cấp luôn win cái liên server bờ giải sức mạnh luôn mẹ mất 2 tỷ vàng gọi là quá nhỏ vâng thì gọi là lỡ rồi thì gọi là lỡ hứa thì phải làm thôi anh em vâng thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đó là mua cái găng thần nam ấy cho cái aclaze bảy server này không biết cái găng này sẽ như thế này đâu à, 8 tám cỡ sáu nhá mọi người cái chi chi tám cỡ sáu cho nắng cái chi chi ấy tám cỡ sáu chứ vâng không biết chín cỡ hai tám tám mọi người ơi như vậy là hơn shop bao nhiêu mọi người nhỉ 9.288 cái găng này phải nói rằng nó khá là ừ, mạc ừ, Trừ cho lại 8600 Nó sẽ hơn shop là 688 Bây giờ mình sẽ công lên thử coi cái găng này nếu như cấp 7 sẽ là bao nhiêu 928 cấp 1 1021 cấp 2 Cấp 3 sẽ là 1123 Cấp 4 sẽ là 1236 Cấp 5 sẽ là 1359 Cấp 6 sẽ là 1495 Cấp 7 sẽ là 1645 cái găng này, ôi ngon anh em ạ à, 18k, hơn 18k cấp 7 Ôi cái găng này được đấy, nếu như mà không xịt là hơn 18k cấp 7 rồi Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành qua đảo Kame Và hiện tại thì cái hạt laser bảy vít này Gọi là còn tầm 20 thỏi vàng mình Sẽ đập đồ luôn Hy vọng là nó sẽ lên được 3 sao anh em nhé, Thì không biết nó có lên nổi hay không Nhưng mà gọi là mình cũng phải thử sức thử coi Cái găng này nếu như mà cấp 7 Nó sẽ hơn các găng của ốc 7 bảy nha mọi người Ôi tự nhiên mắt kết nối kìa, vãi thật <laughs> À, vừa tranh thủ mất kết nối mình xem uh, phim heo một tí đó mà vâng thì bây giờ mình sẽ đập đồ đây xem phim heo xong rồi thì đập đồ thôi anh em ơi vâng bây giờ là cái găng đó là hơn cấp 7 là nó sẽ hơn 18k 18k 0595 như vậy là chỉ số của nó khá là đẹp rồi quên bán máy đồ mất vâng mọi người mình sẽ qua cửa hàng của cái thằng Santa mình phải gọi là cái thằng thôi tại vì cái thằng này là nó chuyên là gọi là hút máu người bằng việc bán cày trang bán hai chục thỏi vàng của nó đấy thì mình gọi là mình chỉ chi phí cho nó là một cái găng hủy diệt hai tỷ vàng thôi tại vì việt nam nói là làm mà mình nói là mình làm thôi thì mình bắt buộc là vậy gọi là uh, chi 2 tỷ vàng để uh, tiến hành gọi là uh, gọi là thua thì phải nhận thôi anh em lỡ hứa rồi mà nó đang hẳn lên group mấy cái thằng này nó cũng chơi được vâng thì bây giờ mình sẽ tiến hành đó là đập cái găng này lên uh, không biết được bao nhiêu đây ôi ôi mới vô chúc con may mắn lần sau rồi méo mồm ấy rồi lên uh, một sao Vale không biết lên nổi ba sao hơn bảy triệu đấy lên được 3 sao thì gọi là cũng ngon rồi Tại vì là cái đập đầu nó cái tỷ lệ nó rất là thấp luôn Đôi khi là gọi là đi từ đây ra Huế mà Cứ tầm một bước đập một hít nó đéo lên bảy sao mà. Đi mỏi cả chân đi rung rời Đi rung rời chân tay luôn Tầm mười mấy tỷ trước lên tiếp Đấy Như đập đấy mọi người thấy không Nãy giờ mà gọi là Đấy mới lên ai sao rồi nó ra hành thế này Bà hạt mít là cái người mà hút máu kinh khủng nhất khiếp Cung kinh 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 khủng khiếp nhất luôn Mà mình từng thấy luôn bá gọi là chơi kiểu sỏ lá nào đấy mình bắt buộc phải chơi trò này thôi đập bật chính thật là cao bắt đầu là quánh thôi mình thích vậy ạ mình thích quánh vậy mình thích quánh vậy luôn chứ mình không có gọi là đổi khu vực này chúc mừng con nhé lên hai sao bây giờ lên ba sao luôn không đéo lên tiếng phải lên thôi mọi người ơi hy vọng nó lên được ba sao mình chỉ mong hơn bảy năm triệu mình chỉ mong nó lên được ba sao thôi đấy không biết nó có lên được hay không thôi ôi rồi ôi chúc con may mắn liên tục luôn đệt cậu bạt mít dao này gọi là gọi là cũng đổi chiến thuật hút máu nhỉ đập đồ bảy sao hành mấy thằng đập đồ bảy sao đi hành mấy thằng đập đồ ba sao thì chịu rồi gọi là hên uh, già rồi nhá hầu của ba quá to rồi nên là con không thể làm gì được vâng bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đập cái đầu này lên ba sao trời ơi mà nó hành ôi rồi ôi nó hành kìa ôi mọi người thấy không không lên là không lên ý đấy rồi đập trong đắng cay vô vọng luôn mọi người xem mình đập trong đắng cay vô vọng cái kiểu như nó lá các mọi người cái kiểu nó lát không lên được á đấy không lên nổi là không lên mọi người thấy không bảy trăm mấy triệu mình quất trong vòng vài chục giây nhưng mà nó không lên là nó vẫn không lên mọi người thấy không hai sao thôi như vậy là cũng được rồi mẹ mặc dù được cái găng nó khá là ngon cấp 7 hơn 18 k nhưng mà mọi người có thể thấy rằng là um, cái găng này nó ngon như vậy rồi mà hơn bảy năm triệu mình nghĩ là cái găng này nó hành đấy hơn bảy năm triệu không lên ba sao đấy đấy có những thằng nó đập hai triệu lên ba sao rồi có những thằng như mình nó đập bảy năm bảy chục triệu không lên ba sao đâu thấy không tay dạo này vẫn đen từ lúc cái đợt mở cao kèn tới giờ đen vãi ra đập đồ tất cả mọi thứ rất chi là đen luôn Thôi rồi clip này mình dừng lại tại đây thôi Không mất công một hồi mình làm clip thêm nữa thì Gọi là cỡ thằng laser có 50 tỷ vàng Mình đập cũng đéo lên nổi 6 sao Chứ đừng có nói là tới cái mức độ 7 sao Vâng xin chúc mừng à cái Laser 7 server đã có là cái gang hủy diệt trong tay Nói chung là cái hạt này nó khá là dịu dàng và trầm ấm Đấy mang cái giày hụt 6 sao vào đấy Nhìn cho nó oách xa lách Một cái nhẫn 6 sao 18 trăm cái dài 300 100 HP, một cái găng hủy diệt với mua xong Cái quần, cái áo thần Namek 1800 Nói chung là cực kỳ chất luôn đúng với phong cách của Nam X vừa hút máu vừa sức đánh thôi rồi cắn tất cả mọi người đã xem video này vâng bài tất cả mọi người hôm nay cái số em nó nhọ quá mất 2 tỷ vàng lại còn đập hơn 7 năm triệu không lên từ sau cái đợt mở cao ken tới giờ em cứ bị ớn ớn lạnh thế nào ấy vâng cảm ơn mọi người đã xem video này nha nhớ like nha nhớ like nha ok cảm ơn anh em rất là nhiều